Trong cuộc bỏ phiếu tại phiên họp toàn thể hạ viện vào tối qua, ông Johnson đã giành được 220 phiếu bầu, đánh bại lãnh đạo phe dân chủ tại hạ viện Hakim Jeffrey, người nhận được 209 phiếu để trở thành chủ tịch thứ 56 của hạ viện ngay sau bài phát biểu chiến thắng, ông Johnson đã thúc đẩy một nghị quyết hỗ trợ Israel trong cuộc xung đột với Hamas. Nghị quyết không mang tính ràng buộc này đã tái khẳng định cam kết của Mỹ với Israel và kêu gọi Hamas ngừng ngay các cuộc tấn công và thả mọi con tin. Nghị quyết đã được thông qua với sự ủng hộ từ lưỡng đảng với 412 phiếu thuận và 10 phiếu chống. Hạ viện do ông Johnson lãnh đạo sẽ phải tập trung sớm giải quyết nhiều vấn đề. Tổng thống Mỹ Joe Biden tuần trước đã yêu cầu Quốc hội thông qua gói tài trợ trị giá 106 tỷ đô la Mỹ, bao gồm hàng tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ cho Ukraine và an ninh biên giới, cùng 14,3 tỷ đô la Mỹ viện trợ cho Israel. Ngoài ra, Hạ viện Mỹ sẽ phải tìm cách đạt được mọi thỏa thuận về dự thảo ngân sách cho năm tài khóa tiếp theo trước ngày 7 tháng 11 nếu không muốn một lần nữa phải đối mặt với nguy cơ đóng cửa chính phủ.